Hãy nói cho có những tin không dám ngờ. Xôi ăn ở trên chỗ cho con được xôi ngon lắm, như ở nhà mình luôn, nó rẻ luôn thì mình luôn. Có chỗ nào quá. Quên. Này.
anh biết đầu biết hình thức âm nhạc đấy. Bây giờ anh ở bên nghe Lan và Điệp, anh biết cái âm nhạc. Lan và Điệp lại quyện hát đấy. Nghe tùy bài, bài nào cũng nghe được. Hồi lúc xem thằng Thanh Duy giải có Lệ Quyên giải có vãi lộn. Nhắc gì xem chưa? Nhưng mà không quen. Xem chưa? Xem tập gì không? Đúng rồi. Cái mí mắt của nó ấy. Đi hẹp. Giống. Còn xem là... cả thằng này, thằng gì? Thằng gì đóng Chế Linh nhỉ? Mà Phụ Quyền. Ờ, Mai Phụ Quyền. Thằng ấy là Phù Thủy đóng hát rồi, tôi nói. Đây, đứa nào bắt chước đi không? Nói chung đợt này bọn con trai diễn hay hơn bọn gái cùi lắm. Thằng Khương Ngọc kia thì cũng như cái hài luôn. Ừ, Khương Ngọc hát bài gì là Nguyễn Hương ấy nhỉ? Phải nhỉ? Phải làm đạo đường đâu. À đâu, không ai cũng được cũng làm Nguyễn Hương. Thằng Khương Ngọc là cái hài. Như là thằng Thanh Huy, vẫn rất là Thanh Huy. Thằng ấy đang dẫn đầu.